Xin chào tất cả mọi người. Video này mời các anh cập nhật nhanh về hai mẫu D500 và D525 mã của anh Kyo. Thì dòng này đã rất quen thuộc rồi ha, và cách đây không lâu thì Bách có chia sẻ một cái video rất chi tiết về các cái điểm khác nhau của hai mẫu. Thì trên thực tế nó có một vài cái tinh chỉnh về cấu trúc hình thức, nhưng mà cái thông số kỹ thuật đầu ra này, rồi cái biểu đồ âm thanh nó cũng giống nhau tuyệt đối luôn. Thành ra là cái chất lượng âm thanh khi mà các anh nghe á, gần như nó 10 trên 10, hai cặp nó không có sự chênh lệch. Cái này là một cái thực tế mà rất là nhiều khách hàng khi trải nghiệm tại Dầu Bách, bởi hai cặp loa trên cùng một bộ dàn thì khách hàng đánh giá, chứ không riêng gì đánh giá cá nhân của Bách đâu ha. Hai cặp này về với tình trạng rất là tốt, trùng series và hiện đang có mức giá bán lần lượt là 6 triệu và 6 triệu rưỡi. Thì cái cặp 25 mã nó sẽ mắc hơn ha, tại vì khi mình nhập vào, đầu vào của mình lúc nào cũng vậy, đời nó cao hơn thì sẽ mắc hơn chút xíu. Cái đó là cái điều đương nhiên rồi, chứ không phải là nó hay hơn hay là nó có gì đó đặc biệt đâu các anh. Rồi, ok, bây giờ bác sẽ quay kỹ để các anh xem về tình trạng của nó. E-căng bác đã tháo sẵn ra bên ngoài rồi ha. E-căng của nó toàn bộ là khung nhựa, và đương nhiên là quan trọng nhất vẫn là nó có bị bể gãy hay không. Các anh có thể quan sát ở đây. Bên ngoài chúng ta sẽ có một cái tem của Onkyo nữa, và cái tem này thì được mạ vàng khá là đẹp mắt nha. Tương tự thì cái này cũng vậy. Cái E-căng của D525 mã nó sẽ ngắn hơn so với D500 thường một chút xíu nha các anh. Tại vì cái thiết kế phần ngoài mặt trước của nó sẽ khác. Lưới các anh cũng có thể thấy còn khá là đẹp nha, không có bị các cái vết sờn thủng đáng chú ý ở trên này. Ở đây là cặp D500. Các anh có thể thấy ha. Khung nguyên vẹn, không có bể gãy gì cả. Thật ra là trên cái quá trình vận chuyển từ Nhật về Việt Nam nó bể rất là nhiều nha các anh. Bắt về được khoảng 7 cặp thì nó bể khoảng 2-3 cặp, chứ không phải là không bể. Nhưng mà mình lựa những cái đẹp mình bán, còn những cái mà bể gãy hoặc là thiếu lưới gì đó thì bác sẽ bán riêng, hoặc là bác sẽ bán cho những anh nào mà cần, có nhu cầu không quan trọng hình thức á, thì các anh nó lấy, hoặc là lái người ta về, người ta muốn làm gì người ta làm. Lưới rất là đẹp nha các anh, không có gì để chê trách cả. Ở đây là cặp hai la mã nha. Đó, các anh quan sát sơ như thế này thì sẽ thấy là 500 trơn và 25 mã thì nó không có khác nhau gì hết nha. Đó, gần như là nó giống nhau nha, gần như là giống nhau về cấu trúc bên ngoài á. Ở đây, rồi các anh quan sát tình trạng về thùng vách này. Những cái này thì Bách đã lựa chọn qua một lần rồi, cho nên là về phần thùng á, rất là đẹp, không bể nở nè, và rất là ít các cái vết trầy xước. Đó, các anh thấy góc cạnh của nó cực kỳ phẳng nha. Có rất là nhiều anh gọi điện tới cho Bách hỏi mua cặp này và cái dòng D200 á. Các anh nói là những chỗ khác bán rẻ sao em bán mắc. Nay cái này á, thì Bách nói thật tình, mỗi chỗ sẽ có mỗi mức giá. Và bây giờ khách hàng chỉ mỗi việc là đánh giá xem tình trạng nó có phù hợp với cái mức giá bán hay không thôi. Chứ còn bây giờ giá thì nó công khai hết rồi, các anh cũng biết, chứ không thể nào mà có đồ rẻ, đồ đẹp giá rẻ được. Cái đó nói thật sự là vậy. Rồi, các anh thấy góc cạnh đường nét rất là đẹp nha. Ở đây là phần tuyến loa. Tất cả các phần tuyến loa của D500 và 525 mã nó đều có cái khung viền được làm bằng phay sứ như thế này. Khá là đẹp ha, và tình trạng của nó cũng khá tốt, không có bị oxy hóa. Màng của nó là bằng sợi carbon. Cái mũi của hai dòng nó sẽ có một chút xíu sự khác biệt nha. Ở trên này là mũi vải. Dòng D500 là mũi vải, còn ở bên này nó là một cái vật liệu gì đó khá là cứng, chứ không phải là mềm như là mũi vải bên này ha. Có chút xíu sự khác biệt vậy thôi. Phía dưới chúng ta có một phần tem được mạ vàng rất là đẹp như thế này. Tình trạng cả bốn cái ha, không có cái nào có hiện tượng bong tróc hay là bị oxy hóa gì cả. Rồi, các anh quan sát luôn cái phần bên hông. Các anh có thể thấy những cái loa này á, thì Bách đã lựa chọn qua một lần rồi, và tình trạng của nó đương nhiên như lúc nãy có đề cập là không bể nở, không trầy xước nhiều. Các anh có thể quan sát ở đây như thế này ha. Đó, góc cạnh ở phía dưới cũng rất là đẹp nè. Thường á, những cái đường nén ở phía dưới nó rất là dễ bị hở do độ ẩm á, nhưng mà những cái này thì khá là tuyệt vời. Rồi, ở đây, ở cái phần mặt sau của D500 á, thì nó sẽ được làm bằng gỗ, và ở trên 525 mã thì nó sẽ dán một cái lớp simili như thế này nha các anh. Đó, nó có một chút xíu sự khác biệt như vậy. Chủ yếu là mình quan sát tình trạng thôi ha. Tuyến loa đẹp nè, mũi cong cũng đẹp. Tuyến loa bass cũng khá là ok, không có tì vết nào cả. Dòng này bác thấy khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên thật ra thì chủ yếu là mình sẽ quay về cái hình thức để các anh lựa chọn thôi.
chứ còn cũng không có cần phải chia sẻ gì nhiều. Dòng này nó phổ thông và rất là nhiều người biết đến đó, các anh có thể thấy góc cạnh đường nét rất là sắc sảo nha. Rồi, tương tự thì ở bên cặp D500 ở đây, các anh có thể thấy ở đây chúng ta có một cái tem. Cái tem này là tem của cửa hàng bán ở bên Nhật, thì sẽ có cặp có, sẽ có cặp không, hoặc là sẽ có những cặp bách lột ra. Tại vì á, nó cái này là tem in nhiệt cho nên nhiều khi á, nó bị đen hết rồi, thành ra là có nhiều cái nó sẽ lột ra bách bỏ. Đó, các anh có thể thấy những cái vết trầy xước nhẹ như thế này chắc chắn phải có. Tại vì nói thật sự á, các anh biết rồi, những cặp loa này được sản xuất năm tám mấy, trước năm 90, và tới hiện tại á, đã rất là nhiều tuổi đời rồi, không có qua giậm tuốt, không có qua spa thì không thể nào mà nó không có cái tì vết này được đó, như các anh thấy. Tuy nhiên thì loa thùng vách của nó vuông vức này, không bể nở, không bị cấn cạnh, không có cái tì vết đáng chú ý. Lỗ hơi của cặp 500 thường thì nó sẽ ở đây, còn 525 mã nó sẽ được đặt lỗ hơi dài và nằm ngang ở dưới này ha. Cái này chắc các anh biết rồi, hoặc là các anh có thể tham khảo lại trong video trước của Bách. Đó. Tình trạng bề mặt khá là xuất sắc nha các anh. Bây giờ Bách sẽ khui cái nội thất của hai cặp loa này để các anh dễ quan sát và đánh giá hơn. Đó, ở đây là cái phần mặt sau của cặp còn lại, khá là đẹp ha. Và các anh thấy là ở trên này còn bụi bặm rất là nhiều nè, những sản phẩm chưa qua vệ sinh, chưa qua spa tắm thuốc gì á, thì đương nhiên bụi bặm là phải có rồi. Nhưng mà những cái này thì rất là dễ, các anh thấy mình chỉ cần lau nhẹ qua một đường là nó sạch và nó trả lại cái màu đen nguyên bản liền. Ok, mọi người đợi Bách chút xíu ha, Bách sẽ tháo cái nội thất ra. Ở đây là bên trong của cặp D500 ha, và các anh thấy chúng ta sẽ có một củ loa chép khá là lớn được bọc chống nhiễu ở phía bên ngoài như thế này. Tương tự thì trên củ loa bass chúng ta cũng có lớp bọc đó, và cả cái phần sườn nó sẽ được xi 7 màu. Tình trạng của nó thì còn rất là sáng màu, không có dấu hiệu bị oxy hóa nặng ở trên này ha. Đó, anh có thể thấy bên trong của dòng D500 á, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều bông tiêu âm như thế này, rất là nhiều, được đặt ở tất cả các thành luôn ha. Và phía bên trong thì chúng ta sẽ có hai bộ phân tầng nhỏ như thế này đó, hai mạch như vậy ha các anh. Ở trong này có rất nhiều bông cho nên là khá khó quan sát, nhưng mà các anh quan sát như thế này sẽ đánh giá được tình trạng của loa này. Khác biệt một chút xíu so với D500 thì 25 mã chúng ta sẽ có một củ chép với hai lớp từ và sẽ không có cái vỏ bọc chống nhiễu đó ha. Đó, ở đây thì củ loa bass nó cũng tương đối là giống thôi, về kích thước và hình thức thì không có gì thay đổi, nó chỉ làm khác một chút xíu về cái vẻ bề ngoài của cái ốp chống nhiễu bên ngoài thôi. Tình trạng cũng rất là đẹp nha các anh. Ở trên dòng 525 mã thì chúng ta sẽ không có quá nhiều bông tiêu âm, thay vào đó chúng ta sẽ chỉ có hai cái dải bông như thế này thôi. Còn cái việc triệt tiêu âm sắc tồn dư á, thì nó sẽ do cái phần thùng nó đảm nhận chứ nó không có dùng bông nữa. Rồi, chúng ta cũng vẫn sẽ có hai cái bộ phân tầng như thế này, một phần cho loa bass và một phần cho loa chép. Đó, các anh có thể thấy về thùng vách rất là đẹp, từ trước ra sau trong ngoài hầu như nó không có cái dấu hiệu của sự lão hóa nhiều ha. Ở những cái dòng loa mà có tuổi đời cao như thế này thì một cặp giữ được tình trạng tốt, trùng seri cũng khá là ít nha các anh, khá là ít, không có nhiều. Thì hai cặp này á, nhìn chung ở trong cái phân khúc giá trên dưới 6 triệu thì thường những cái vị khách đã sử dụng qua sẽ có những đánh giá như thế này: tiếng bass nó tốt, tiếng chép nó cũng nhuyễn, so với các cái dòng loa nghe nhạc chuyên dụng á, thì thằng này nó đáp ứng được không gian vừa và lớn chứ không phải nhỏ nha, tại vì mức công suất của nó cũng khá là ổn. Cái thứ hai nữa là nó chơi được nhiều dòng nhạc, không riêng gì nhạc vàng đâu, kể cả nhiều anh tới đây mua về chơi nhạc đen á, chơi nhạc remix á, vẫn rất là hay nha, rất là lực. Còn cái điểm thứ ba nữa cũng là một cái điểm mà rất là nhiều khách hàng cần, đó là nó có phù hợp với nhiều dòng âm ly hay không. Thì những cái con này rất là dễ đánh các anh, nó không có kén âm ly đâu, âm ly cỏ của Điền Nông xanh xui nó vẫn đánh được rất là tốt nha. Và bác thấy là rất nhiều anh đánh với cái con âm ly cỏ cỏ của Điền Nông á, ví dụ như 390 rồi chẳng hạn đó, rất là nhiều anh phối ghép một combo như vậy trên dưới 10 triệu thôi, một bộ nghe nhạc đẹp sang hoài cổ, và nó cũng mang lại rất là nhiều cái trải nghiệm thú vị về chất lượng âm thanh. Các anh có thể nghiên cứu và trải nghiệm ha. Rồi, thì hai cặp này tình trạng như các anh vừa quan sát hiện đang có mức giá bán lần lượt là 6 triệu và 6 triệu rưỡi. Hàng sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng. Và nếu như anh nào có thêm thắc mắc hay nhu cầu gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với Bách qua hai số điện thoại Bách để ở đầu và cuối video ha. Ở phía dưới phần mô tả của video này, Bách sẽ để cái link của cái video mà Bách so sánh chi tiết hai cái mẫu D500, D525 mã. Các anh nếu cần có thể xem lại video đó ha.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ.